Trên sân cỏ, Messi dù được truyền thông và người hâm mộ tung hô đến đâu, thì trở về mái ấm của mình, anh vẫn là người chồng yêu thương vợ, là người cha mẫu mực của các con và là người đàn ông trụ cột trong gia đình. Lionel Messi đã có 3 cậu con trai cùng người vợ Antonella Roccuzzo, gồm Thiago, Matteo và Ciro. Kỳ lạ thay, cả 3 quý tử nhà Messi đều có tính cách vô cùng khác biệt, không ít lần khiến ông bố siêu sao của mình dở khóc dở cười. Và sau đây, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê, cùng nhau đi tìm hiểu về 3 cậu quý tử của Messi có gì đặc biệt nhé. Có lẽ mùa hè 2021 vô cùng đáng nhớ với gia đình Messi. Nữ tiền đạo 34 tuổi bất ngờ gia nhập đội bóng thủ đô nước Pháp theo dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng 2 năm cùng mức lương 35 triệu euro sau thuế. Thì hai cậu con trai cũng nối gót ông bố nổi tiếng ký giao kèo với PSG. Theo đó, Thiago và Matteo gia nhập các đội bóng trẻ của PSG. Nhật báo L'Équipe tiết lộ rằng Matteo sẽ tham gia tập luyện và thi đấu cho lứa U7, còn Thiago U9 hoặc U10 tùy theo kết quả kiểm tra trình độ và khả năng vào những ngày sắp tới. Messi cũng hy vọng rằng cậu con trai Úc Ciro năm nay 3 tuổi cũng có thể theo bước hai anh trai để sớm gia nhập vào học viện đào tạo của PSG. Được biết, khi Messi cùng bà xã Antonella Roccuzzo đến đăng ký hồ sơ cho hai cậu con trai lớn, sân tập Georges Leferre đã được một phen náo loạn. Đã có hàng trăm cổ động viên PSG chờ sẵn ở đó để được nhìn thấy chủ nhân của 6 quả bóng vàng bằng xương bằng thịt. Vốn là một người rất chú trọng đến sự phát triển tài năng bẩm sinh của các con, Leo cùng vợ đã đích thân đến tìm hiểu và đăng ký nhập học cho các con trai. Đây không phải là lần đầu tiên một ngôi sao PSG đến học viện đào tạo đăng ký cho các con mình tham gia vào các đội trẻ. Trước Messi, những Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic cũng từng làm điều tương tự. PSG là một trong những đội bóng Pháp có quỹ đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ riêng. Những năm gần đây, họ giới thiệu được rất nhiều tài năng đáng chú ý như Kingsley Coman, Christopher Kunku và Moussa Diaby. Trước đây khi còn chơi cho Barcelona, Messi cũng đăng ký cho các con trai mình chơi ở các đội bóng nhi đồng thuộc các đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên, việc gia nhập học viện PSG nằm trong hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ mới thực sự là bước đệm để các con trai của Messi có thể theo đuổi sự nghiệp bóng đá sau này. Cách đây không lâu, Messi từng thừa nhận rất muốn các con trai mình sẽ theo đuổi sự nghiệp bóng đá và nối nghiệp mình, nhưng anh hoàn toàn không ép buộc, cũng như để các con tự quyết định sự nghiệp trong tương lai. Trong những hình ảnh gần đây, khi Messi và các con trai chơi bóng đá khi đi nghỉ hè sau kỳ Copa America, có thể thấy cậu con trai thứ hai của siêu sao này là Matteo rất có năng khiếu bóng đá và hoàn toàn có thể nối nghiệp ông bố tên tuổi của mình. Báo chí Pháp cũng nhận định, qua việc Messi cho các con trai mình tham gia học viện PSG dài hạn, thì xem ra siêu sao này cũng đang tính tới chuyện ở lại Paris lâu dài, có thể cả sau khi giải nghệ. Cậu con trai cả nhà Messi sinh vào ngày 2 tháng 11, 2012, tức là năm nay đã gần 9 tuổi, 72 giờ sau khi sinh. Thiago lập tức được ký hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ Newell's Old Boys. Dù đây chỉ là hợp đồng mang tính tri ân của Messi đối với đội bóng cũ, nhưng Thiago cũng được kỳ vọng sẽ kế thừa sự nghiệp của cha mình trong tương lai. Trên mạng xã hội, không ít lần Thiago khiến người hâm mộ sửng sốt vì kỹ năng chơi bóng trong màu áo đội trẻ Barcelona. Ví dụ như hồi tháng 3 năm 2020, Thiago Messi đã để lại một ấn tượng đẹp trong lòng cổ động viên sau khi cậu bé lập cú đúp giúp cho đội U8 Barcelona. Thiago vào sân từ đầu và có bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 cho đội bóng áo sọc đỏ xanh. Tiếp sau đó là bàn thắng thứ hai ấn định tỷ số 9-2 cho đội bóng đến từ lò đào tạo La Masia. Trong hai pha lập công ghi bàn của Thiago, tình huống đầu tiên được chú ý hơn cả. Cậu nhóc đã đưa bóng vượt qua hậu vệ đối phương, sau đó chờ thủ môn dâng cao một nhịp trước khi sút bóng về góc dưới khung thành. Pha xử lý của cậu nhóc đã khiến cổ động viên và các fan liên tưởng đến phong cách ghi bàn của bố cậu, siêu sao Lionel Messi. Thế nhưng theo tiết lộ của Messi, cậu con trai cả của mình vốn không mê bóng đá. Epuga cho biết Thiago chơi bóng vì có Benjamin, con trai Luis Suarez và bạn cùng lớp, nhưng cậu nhóc không đam mê bóng đá cho lắm. Và càng thú vị hơn, cậu cả nhà Messi là fan cứng của Cristiano Ronaldo. Messi từng thừa nhận siêu sao người Bồ Đào Nha là một trong những cầu thủ mà Thiago quan tâm nhất, bên cạnh Kylian Mbappe, Neymar hay Luis Suarez. Có một điều đáng chú ý khác đó là chỉ gọi bố mình bằng tên. Điều này được chính Messi chia sẻ với giới báo chí. Tiền đạo người Argentina khẳng định rằng Thiago đã bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Khi tôi xuất hiện trên truyền hình, báo chí hay gặp gỡ người khác, ai cũng gọi tôi là Lionel Messi. Con trai tôi sau đó cũng gọi tôi bằng tên chứ không phải bằng bố. Tuy nhiên, điều này tôi cũng không quá lo lắng. Trong số 3 quý tử nhà Messi, có lẽ cậu em thứ hai, Matteo, là cái tên được người hâm mộ yêu mến hơn cả. Nếu như người anh cả Thiago đặc biệt ngoan ngoãn, có phần ít nhút nhát, ít nói với ông bố Messi, thì Matteo hoàn toàn trái ngược. Theo mô tả của Messi, thì Thiago và Matteo hoàn toàn đối lập nhau. Cậu nhóc Thiago rất ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. Còn Matteo thì không như thế, cậu bé rất thích thú với những cuộc đấu. Một câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống của nhà Messi, đó là mỗi lần cả nhà thi leo cầu thang với nhau, thì cậu bé luôn cố gắng để leo lên trước. Khi đến đích, thì cậu bé sẽ nhìn xuống về phía Messi và tỏ vẻ đắc thắng. Theo tiết lộ của Messi, Matteo còn là một cậu nhóc rất đam mê với bóng đá. Trớ trêu thay, quý tử này lại là fan cứng của những câu lạc bộ đối đầu với đội bóng của bố mình. Trong khi đó, người anh cả Thiago thường xuyên ủng hộ ông bố Messi và câu lạc bộ. Vì vậy, hai anh em là đối thủ không đội trời chung mỗi khi xem bóng đá.
Messi cho biết, Mateo thích những cuộc đấu và rất háo thắng. Chính vì thế mà thằng bé thường ủng hộ những đội bóng đối thủ của tôi. Thằng nhóc cổ vũ Real Madrid và ăn mừng khi Barca thua trận. Thiago luôn cảm thấy bực mình, nhưng càng như vậy thì Mateo càng ăn mừng mạnh hơn. Đó là hai cậu bé với hai tính cách trái ngược. Một hôm khi đang chơi ở nhà, Mateo ghé lại gần và bảo tôi, còn đến từ Liverpool, họ đã đánh bại bố. Sau đó, Mateo lặp lại điều này, nhưng là với áo đấu của Valencia. Valencia đánh bại bố, còn đến từ Valencia. Antonella từng đăng tải những clip Mateo trổ tài chơi bóng. Quý tử thứ hai nhà Messi cũng được đánh giá là có tố chất chơi bóng và nhiều khả năng sẽ nối nghiệp bố hơn cả người anh Thiago. Các cổ động viên từng bình luận dưới dõm rằng nếu Mateo không theo sự nghiệp cầu thủ, cậu bé rất có thể sẽ trở thành một danh hài nổi tiếng. Cậu con trai thứ ba của Messi ra đời vào ngày 10 tháng 3, 2018. Ngày mà người vợ Antonella lâm bồn, Messi đã quyết định ở nhà thay vì cùng Barcelona hành quân đến làm khách trên sân của Malaga. Leo hoàn toàn có thể ra sân cùng các đồng đội, ghi bàn vào lưới Malaga hoặc làm hẳn một cú hat-trick và truyền tải đi thông điệp gia đình anh mới đón thành viên mới bằng một pha ăn mừng nào đó. Tuy nhiên, Messi đã chọn ở bên cạnh người vợ của mình trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Giống như trước đó, anh hồi hộp chờ đợi sự ra đời của Thiago và Mateo. Ciro chỉ mới 3 tuổi, nhưng cậu bé sở hữu khuôn mặt giống bố như hai giọt nước. Vào tháng 4 năm ngoái, Messi đăng tải video quay cảnh anh và cậu Úc Ciro tập luyện trong phòng gym. Dù còn rất nhỏ, cậu nhóc vẫn có thể thực hiện bài tập theo hướng dẫn của ông bố. Phải chăng Messi đang có những sự chuẩn bị đầu tiên để định hướng con trai Úc theo sự nghiệp cầu thủ? Việc học văn hóa và kiến thức của các con cũng được tiền đạo người Argentina rất chú trọng. Được biết, hiện tại Messi và cô vợ Antonella đã cho ba đứa con theo học tại một trong những ngôi trường tốt nhất ở thủ đô nước Pháp. Đó là ngôi trường quốc tế American School Paris. Sở dĩ nhà Messi chọn ngôi trường này bởi lẽ lũ nhóc trước đó cũng từng theo học tại một ngôi trường quốc tế khác là trường Anh Quốc British School khi còn ở Barcelona. Để đăng ký theo học, mỗi học sinh phải nộp khoản phí 1.400 euro bắt buộc tại thời điểm nộp đơn. Ngay cả khi trẻ không được nhận vào học, khoản phí này sẽ không được hoàn lại. Ngoài ra, phí đánh giá cho mỗi sinh viên là 12.200 euro. Tiếp đó, phụ huynh phải trả 1.700 euro cho mỗi học sinh để bổ sung vào các chi phí bảo vệ và đảm bảo an ninh của trường học. Học phí cho trẻ em trên 5 tuổi, chẳng hạn như Thiago và Mateo, là 30.400 euro cho một học sinh. Đối với học sinh ở độ tuổi mầm non là 19.000 euro như trường hợp của cậu Oxido. Trong trường hợp muốn cho con mình theo học lớp tăng cường, chẳng hạn như các lớp tiếng Pháp, phụ huynh sẽ phải trả 5.490 euro cho mỗi học sinh. Nếu tính toán một cách chi tiết tất cả các khoản tiền, Messi và Antonella sẽ phải trả tổng số tiền là 142.000 euro cho ba đứa con của họ trong một năm theo học tại ngôi trường American School Paris, một con số đủ khiến nhiều người phải choáng váng về mức độ tốn kém cho khoa học hành của con cái từ nhà Messi tại Paris. Và trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến mọi người về những điều đặc biệt của ba cậu con trai nhà Messi. Anh em thấy cà phê hôm nay thế nào? Nếu thấy ngon, xin cho một like, đăng ký và nhấn chuông để video tiếp theo anh em tỏ lại có cơ hội ngồi đàm đạo bóng đá tiếp nhé.